Yo, hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã tới phần tiếp theo của tựa game Shadowfire 2. Và nếu các bạn cảm thấy thích, đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Ok các bạn, ở tập trước thì mình đã đánh bại con Lin. Và tự nhiên lại có một thanh niên tên là Kit tới để khiêu chiến mình hay sao đấy. Và bây giờ thì mình sẽ chiến luôn cho mọi người nhá. À, cái thằng này nó chỉ là một cái thằng kiểu tập luyện giúp mình thôi các bạn ạ. Mình cứ tưởng nó là một thằng thách đấu nữa. Ở tập trước thì mình đã gặp một thằng thách đấu và mình thất bại rồi. Không biết là có cái cơ hội để có thể gặp lại được thanh niên đấy hay không. Bạn nào biết thì có thể comment ở dưới để cho mình biết với nhá. Thì, thay việc đánh bao cát thì mình có thể đổi qua việc đánh thằng Kit các bạn ạ. Hôm qua thì chúng ta đánh xong con Lin rồi. Tuy nhiên ấy, là còn một vài cái nhiệm vụ như này với lại cái Outwork này thì mình chưa có đánh xong á. Nên là hôm nay mình muốn hoàn thành cái Outwork luôn. Trước tiên thì mình sẽ vào để đánh cái duo để xem trước thế nào nha mọi người nhá. Wow, đối thủ đầu tiên của chúng ta lại là một ninja bình thường. Mày có biết là tao vừa đánh bại vua ninja hay không? Mà bây giờ một thằng ninja tầm thường như mày lại muốn solo với tao. Hứ, hai chày. Ây ạ, mày nè, trời ơi, quá là easy luôn các bạn ơi. Thì đánh ở đây để có gì luyện thêm, có thêm tiếng à. Ây ạ, có thêm tiền các bạn ạ, để mình nâng cấp vũ khí cũng như là mua thêm đồ, chứ hiện tại là mình vẫn yếu lắm. Hi. Đó. Có thêm cả cái chỗ survival để mình có thể luyện đấy. Thấy cũng khá là tiện. À. Ủa nhưng mà tại sao mình chưa có phi tiêu nhỉ? Mình tưởng là tầm này mình phải có phi tiêu chứ. Hơi bị bựa nha. Thế nên ninja này phải gục ngã khá là dễ này. Tiếp theo là chúng ta sẽ tới với round 2. Hy vọng là cậu có thể mạnh hơn một chút được không? Cậu hãy mạnh hơn một chút để tôi gọi là có cảm giác là tôi được địch chiến đấu đi. Tôi có cảm giác tôi chiến đấu đi, tôi nghĩ là tôi này perfect đấy các bạn ơi. Bởi vì, ui. Ôi trời. Cậu đã mạnh hơn một chút rồi đấy, nhưng mà có vẻ như chưa đủ đâu. Có vẻ như chưa đủ đâu. Easy. Game này các bạn phải canh tầm với cả canh delay á. Nên là nó cũng hơi khó. Khó đến mấy thì cũng phải là 2-0 thôi. Hôm qua là sơ sẩy thua con Lin thôi. Bởi vì là cái tuyệt chiêu nó tởm quá. Đánh không có lại các bạn ạ. Tuy nhiên là mấy con này thì đơn giản. 620 đồng con cũng như là 2 điểm kinh nghiệm thôi à. Ít thế nhở. Đây, sau khi đánh bại nó xong thì chúng ta phải chờ 4 tiếng mới có thể đánh tiếp được nhá. Bây giờ thì mình sẽ vào trong phần menu. Nó có vũ khí mới á. Nhưng mà hình như ở đây mình có thêm được nhận quà nha. Đấy. Các bạn có thể nhận được mấy cái điểm game từ mấy cái thành tựu này. Khá là ngon nhá. Và đây là cái Blue Seal. Đây là một trong 6 cái mảnh ngọc các bạn. Giống kiểu lục căn của Tề Thiên Đại Thánh tôi được không quá hay ta. Các bạn sẽ kiếm đâu đó tầm 6 cái này. Sau đó các bạn đi qua thế giới bên kia các bạn đại chiến con Titan nhá. Ngoài ra ở đây thì chúng ta còn có thêm cả mấy cái đồ này. Critical này, học bừa đi các bạn ơi. Học cái này nha, chả biết là có tốt hay không nhưng cứ học các bạn ạ. Học hết bên phải đi. Ở cấp độ 7 thì mình sẽ mua được một cái cây Knivet. Cây này có 129 dam thôi. Tuy nhiên ấy, cây này là chỉ cần bỏ ra 300 mấy rồi là các bạn mua được một cái cây mà 136 dam rồi. Khá là ngon nha. Chắc là mình sẽ mua đấy các bạn ạ. Bởi vì là nó rẻ hơn và nó ngon rất là nhiều. Đó, update lên được này. Ấy, trời ơi, sao xài có tí hết tiền rồi. Cũng biết được 3 lần đúng không? 154 dam này. Thực ra ấy, thì mình còn khá là nhiều cái điểm game ấy, nhưng mà mình không muốn lạm dụng ấy. Nên là mình sẽ tiếp tục đánh map. Hoặc là mình có thể cày cái survival đấy các bạn. Cứ 10 màn là mình có thể kiếm được 20 game này. Tuy nhiên, nhiệm vụ chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là vào Outwork và đánh bại Lin thời trẻ nhé mọi người nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ tới màn thứ hai trong hóa thân của ông thầy. Và con boss thứ hai mang tên là Cleric à. Cleric là sao nghe tên nó lạ vậy? Ông thầy tên là Sensi. Đại chiến với Cleric để xem ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng đây. Ông thầy này chỉ có cái kiếm thôi nha mọi người. Hey, hey. Thằng này nó cầm tay mèo. Tay mèo. Chỉ cần giữ vị trí được nhưng mà cái kiếm này đánh giá là hơi khó đánh nha các bạn nhá. Kiếm này cái tầm đánh của nó hơi khác so với những cái tầm đánh của mấy cái cây mình hay xài. Nhưng mà chỉ cần các bạn căn được cái tầm đánh thôi là thắng à, các bạn thấy không? Mình bắt đầu canh được cái tầm đánh của cái kiếm rồi đấy. Các bạn chỉ cần đánh lệch thôi là nó cũng không tính vào người đâu đấy. Như này các bạn thấy không? Ok. Trận chiến đầu tiên nó có vẻ khá là dễ dàng đúng không? Mình đã có thể đánh bại được cái con Cleric này rồi. Nào, trận đấu thứ hai cho tôi sâu mi mô. Ây à. Ây à, ây à. Mày nè. Mày nè. Ui. Ây, bọn này nó có phi tiêu rồi này các bạn. Bựa chưa. Ây. Lộn ngay. Lộn cái mèo. Ấy à. Chết rồi, sao khó đấy. Ơi. Mày nè. Mình nghĩ là con Lin thời trẻ nó chưa có mạnh đâu các bạn ạ. Ui.
Ông này có chiêu gì mới không ta? Chém dưới đất có không? Có này. Ui. Ê. Ui bậy nha. Nó phi tiêu này. Đó các bạn thấy không? Phi tiêu. Ơ à. Trời ơi, né được cái phi tiêu vẫn thua hả? Áo quá vậy. Mình đoán là nó sẽ phi tiêu luôn các bạn thấy không? À, một cú heavy attack. Một. Một cú heavy attack không đau. Đánh vào đầu mà không đau ạ. Ngoài đời mà ăn cái kiếm Canada này vào đầu chắc chết luôn. Đừng nói là đau nữa. Mày này. Ây. Ây à. Trời ơi, mấy cái đoàn thế katana này chán quá. Mày nè. À không, đoàn thế katana quá tuyệt vời. Ui, ui à. Quá là mệt luôn. Tôi cứ đánh nó đẩy ra rồi sau thì làm sao để xài tiếp chiêu nữa được nhỉ? Mày. Khó đấy anh ạ. Ua. Một cú vuốt cực hay. Và sau khi đánh bại con này xong rồi chúng ta sẽ có đâu đó tầm 8 game, 2 kinh nghiệm và 11 cái đồng con. Cùi quá vậy. Mình nghĩ là tới lúc mà mình nên nâng cấp thêm đồ rồi các bạn ơi. Ui, cái này cái mũ này nhìn chiến rồi. Mua luôn này. Lâu lắm mình không mua mấy cái đồ như này rồi. Mình thử mua mấy cái đồ như này xem là nó có gì khác biệt hay không nha mọi người nhá. Ơ à, ui, hết sạch game luôn ạ. Vai lều, bây giờ mình trở thành một samurai đích thực rồi đấy. Cầm cái kiếm với cả là có cái mũ samurai gọi là đầu quỷ à. Nhưng mà nó không có liên quan đến việc đánh cái con boss ở thời quá khứ nhá. Bởi vì là con boss thời quá khứ ấy, thì mình chỉ sử dụng được mỗi nhân vật của ông thầy Shenxi thôi. Wow, đánh với con Lin luôn đấy hả? Trời luôn chứ còn gì nữa. Cố lên. Thời này là Lin nó chưa có bọc kín các bạn ạ. Nó vẫn còn lộ cái mắt ra. Được. Ôi mà này đánh BO2 đi ạ. Không biết là này thời này nó đã. Ôi nó đã có mìn mủng các thứ chưa? Hôm qua là hơi ám ảnh nhá. Mày nè. Đánh con này áp sát nhưng mà cái kiếm của thầy này sẽ áp sát được hả? Ôi kìa. Hình như là thời này nó võ công của nó chưa cao các bạn. Ô mình vẫn có được cái kia các bạn ơi. Vẫn có được cái tính năng của cái áo. Mặc dù là mình không có. Thầy không mặc áo nhưng mà mình vẫn có tính năng của cái áo ạ. Áo thật đấy. Đẹp. Con Lin thời trẻ võ công nó chưa có cao bằng lúc nó già các bạn ạ. Nên là đánh nó khá là dễ này, mọi người thấy không? Đánh không mất nhiều máu lắm. Lin hôm qua mình đánh phải gọi là nó có một quả combo tối thượng luôn. Thấy chưa, con rắn này khá là ngon này. Mày nè. Áp sát là được. Ây à. Đấy mình có cái giáp này bựa được. Ui. Không nhưng mà nếu mà mình mà chăm. À nó có độc này. Nếu mà mình chăm chỉ mình cày ấy thì Ây. Cày ấy nhở. Mình mà chăm chỉ mình cày ấy thì mình vẫn có nhiều game ấy, nên là mình không lo lắm. Ây à. Ua. Ây nó vẫn có này các bạn. Ui. Nó vẫn có cái combo này. Biết ngay mà làm gì có chuyện mà không có được. Đúng không anh em? Con này rất biến thái nhá. Con biến thái mang tên Lin. Con biến thái. Độ xuống này. Dễ đâu. Nó phóng lưu đạn lắm anh em ạ. Đánh tiếp bậc trượt. Ây à. Ây à. Mày. Lộn này. Ây à. Vẫn dính mìn này các bạn, đều không? Nhưng mà mình có cái giáp này nó che này. Hay thế bạn ơi. Ôi kìa. Ua. Đỡ kiểu gì rồi anh em? What the heck. Không hiểu đỡ kiểu gì luôn. Còn nó bựa lắm các bạn ơi. Nó chùa đánh nó hên xui lắm. Không biết đường nào mà lần đâu. Mấy con nó có mấy cái chiều đột biến này thì làm sao biết đường nào mà đánh hả các bạn? Chỉ biết ép nó rồi. Ép nó vào tường thôi. Ép nó thôi. Ây à. Mày quá. Hí. Mày nè. Ép nó vào không cho nó chơi là thắng. Mình nghĩ vậy. Mày nè. Mày nè. Ê. Đừng có độc nhá. Ê. Nửa cây nhẹ nhàng các bạn ạ. Vãi thật. Ây à. Mày nè. Chơi bẩn rồi mày. Ném mấy cái liên tục có thấy ghét rồi đấy nha. Ăn đòn ngay nhờn với anh làm sao mà được. Ô. Sau khi mình đánh bại được thằng Lin xong thì mình giải cứu một người mang tên là Hoàng Tử các bạn ạ. Và anh ta cảm ơn mình. Ê, mình giống kiểu một cái câu chuyện cổ tích thì đã gọi là giúp đỡ, tiểu thuyết ấy, đã giúp đỡ cho anh ấy. Tuyệt vời quá nhờ. Rồi, vậy là cái chapter 1 là mình đã hoàn thành xong xuôi tất cả mọi thứ rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tới với chapter 2. Ui giời ơi, đánh cái boss đầu tiên của Hermit giờ là impossible rồi. Vậy là mấy cái nhiệm vụ ở trong đây thì sao? Mấy nhiệm vụ ở đây thì mình chỉ đánh được mỗi cái này thôi các bạn ạ. Tuyệt vời. Đi tournament thôi anh em.
Fighting. Đối thủ đầu tiên ta trong ngày hôm nay là một anh tên là Sơ các bạn ạ. Với hai cây kiếm. Hai cây kiếm này thì quá quen thuộc đúng không? Ui. Chứ đó vừa mới đánh quen cái kiếm của cái ông thầy kia xong rồi giờ lại chuyển qua đánh cái cây này thì làm sao mà quen được nhỉ? Ảo thật đấy. Cái này giống kiểu cái tay mèo này các bạn. Ui, đấm đau đấy. Đấm siêu đau luôn các bạn ạ. Kể đấm đau thật. Ôi không? Đánh nhanh nữa các bạn ạ. Được cái kể đánh khá là nhanh với đau. Nhơn. Thân thủ khá là lẹ. Ra đòn nhanh. Cây này khá là hợp với mình ấy. Mình khá thích cây này. Beautiful, hợp lý đó. Ây à. Đầu tê nhờ. Mày nè. Hây. Hây. Ây à. Mày nhơn. Mày nhơn. Ui. Đấy, cái này chỉ cần giữ vị trí là được các bạn nhá. Game này giờ chỉ cần giữ vị trí thôi thì kẻ mây bóng tối hay là Titan bóng tối đều cũng phải thất bại thôi. Easy. Tiếp theo lại là em tặc răng vơ vét tiếp các bạn ạ. Em này vẫn cầm cái cây này à? Em này vẫn chưa có cây gì mới sao? Chưa có cây gì mới thì ăn đòn. Ây à. Nhưng mà võ công của em này có vẻ lớn hơn một tí rồi đấy. Chắc là mình sẽ dùng để mình nâng cấp cái bộ giáp này luôn đấy các bạn. Mặc dù nâng cấp nó hơi đắt một tí nhưng mà cái bộ giáp này nó có đồ, nó có mấy cái hỗ trợ phía sau ấy, với cả là mình mua nó bằng game ấy, cho nên là mình sẽ xài nó đến cấp 10 đi. Mình nghĩ thế, có thể mình sẽ xài đến hết cái chapter này luôn á. Khá là mạnh các bạn ạ. Bởi vì cái giáp kia nó chặn được một lần đòn đánh á. Nên là mình thấy nó rất là ngon. Hây. Hây, ủa. Em ơi, em còn tỉnh không vậy? Em còn tỉnh không vậy? Anh chốt được mấy quả không biết em còn tỉnh rồi không ạ? Perfect luôn. Vai trưởng ạ. Tính gì nói đây. Ok, sau khi đánh bại em này xong rồi chúng ta sẽ được 200 điểm kinh nghiệm, cũng như là 909 đồng con nha mọi người nhá. Chắc là mình sẽ vào đây để mình nâng cấp mấy cái vũ khí lên thôi. Cấp mấy món đồ lên thôi các bạn. Này thì nâng cấp full rồi này. Cái áo của trường nâng cấp full, mình sẽ update lên này. Đó. Update hoàn toàn full nhá. Và cái này thì chưa full này. Nhưng mà sắp tới thì sẽ có rất là nhiều đồ mình có thể, đây này, cấp 9 này mình có thể nâng được cái này nữa này các bạn. Đồ đây thì liên tục là có mấy cái đồ hiếm ấy. Và mình có thể cày game từ việc là mình cày mấy cái này này mọi người. Cày mấy cái đây về chap 1 này, có cái survival này, bạn cày được 20 game nếu các bạn đánh hay. Ở bên đây thì sao? Ở đây thì bạn sẽ cày được 30 game nếu các bạn đánh hay. Nhưng mà mình nghĩ là mình nên cày cái 20 game cho nó dễ. Nhưng mà bên đây thì các bạn cày được tới tận 3200 con à. Bên đây thì các bạn cày được bao nhiêu? 600 thôi à? Thì cày bên đây cho nó ngon các bạn ạ. 30 game nhưng mà được rất là nhiều điểm con đấy. Mình cày để mình nâng cấp đồ các bạn ạ. Rồi, và tập 3 của series Shadowfire 2 sẽ kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy thích, đừng quên bấm like cũng như đừng quên chia sẻ nhé. Còn bây giờ thì goodbye.